Nam thần thái siêu hot xuống tóc đi tu báo hiếu cha mẹ, thay đổi ngoạn mục, gây sốt vì ngoại hình tự nhiên. Từ lâu, việc nam giới Thái Lan tự nguyện vào chùa đi tu một thời gian để báo hiệu cha mẹ là một trong những nét đẹp văn hóa nổi tiếng của xứ chùa vàng. Trong đó, các nam thần đình đám Tibet cũng không phải là ngoại lệ. Họ cũng cạo đầu, cạo chân mày và có thời gian tu dưỡng ở chùa như những người đàn ông Thái Lan bình thường khác. Dù biết đây là một hành động thiêng liêng nhưng nhiều fan vẫn khá sững sờ khi thấy nam thần thường ngày điển trai, soái khí ngời ngời của mình bỗng nhiên chẳng có tóc và chân mày. Ngoại hình theo đó thay đổi đến mức bất ngờ. Vậy cùng xem dàn nam thần Thái Lan sau đây đã thay đổi như thế nào trước và sau khi xuống tóc. 1. Mike Angelo. Vốn được mệnh danh là Mỹ Nam hoàn hảo 100%, Mike Angelo sở hữu vẻ ngoài điển trai, quyến rũ và không hề thua kém bất kỳ nam thần hàng đầu nào của K-pop và C-pop. Với những đường nét tạc tượng trên khuôn mặt, nam diễn viên sinh năm 1989 luôn khiến chị em đổ rầm rầm mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh. Ngoại hình của Mike không phải dạng vừa đâu và luôn được xếp hàng top trong T-Bit. Mike bất ngờ cạo tóc và cả lông mày để vào chùa đi tu báo hiếu cha mẹ, khiến cộng đồng mạng Thái Lan xôn xao. Mọi đường nét trên gương mặt vẫn còn đó, chỉ là đôi lông mày và mái tóc người thương đã đi xa khiến độ soái khí thường ngày của Mai giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, anh chàng vẫn được khen ngợi hết lời vì đường nét như tượng tạc. 2. Nadette Kuzmiya. Không hề ngoa khi nói rằng Nadette Kuzmiya chính là một trong những sao nam điển trai, quyền lực và đáng ngưỡng mộ nhất nhì xứ chùa vàng. Mang trong mình hai dòng máu Thái, Australia, gương mặt anh chàng sở hữu nét nam tính quyến rũ chết người mà những cậu bạn cùng tuổi khác khó có được. Nadette dễ dàng đốn tim fan với vẻ ngoài điển trai cực phẩm như thế này. Và Nadette cũng thực hiện nghi lễ cạo đầu đi tu để báo hiếu như bao người khác. Màn cạo đầu và cạo chân mày của Nadette gây bão mạng suốt thời gian đó. Dù trông như già đi chục tuổi và chẳng mấy ai còn nhận ra siêu sao Nadette. Một trong 100 gương mặt điển trai nhất thế giới do tạp chí danh tiếng TC Candler bình chọn. Nhưng nam thần này vẫn được khen ngợi vì đường nét khuôn mặt như được thần tạc tượng. 3. Mark Rinsuparat. Nếu nhắc đến những nam thần điển hàng đầu xứ Thái mà bỏ qua cái tên Mark Rinsuparat thì quả là một thiếu sót lớn. Chẳng cần là con lai, nam diễn viên đình đám của đài CH3 quyền lực vẫn sở hữu gương mặt điển trai, nam tính và gây lực sát thương lớn đối với các chị em khắp châu Á. Với gương mặt điển trai và nụ cười tỏa nắng, Mark Green dễ dàng tạo được sức hút cực lớn đối với người đối diện. Giống như nhiều sao nam T-Bit khác, Mark cũng từng tự nguyện cạo tóc và lông mày để lên chùa tu báo hiếu. Không thể phủ nhận rằng, Mark vẫn quá bảnh bao và còn khoe được hình thể xuất sắc, đáng gờm trong diện mạo mới nhưng nhiều fan girl vẫn bất ngờ vì idol thay đổi quá nhiều. 4. Pit Pachara Chira Thị Vật. Sao nam T-Bit tiếp theo xuất hiện trong danh sách này chính là Mỹ Nam gia thế khủng hay cậu ấm T-Bit Pit Pachara Chira Thị Vật. Ngoài profile xuất thân siêu khủng thì không thể phủ nhận, huấn luyện viên The Feynman còn sở hữu gương mặt cool ngầu cực phẩm, dễ dàng thu hút phái nữ. Đặc biệt, thần thái rich kid chính hiệu trên người bé đảo cũng không phải dạng vừa đâu. Sở hữu thần thái ngông cuồng chuẩn thiếu gia con nhà giàu, Pit thu được lượng fan lớn sau bom tấn tuổi nổi loạn năm nào. Tuy vậy, sau khi xuống tóc đi tu, Pit bỗng trở nên hiền lành và gương mặt vô cùng ngây ngô, đáng yêu. Trông anh chàng thay đổi hẳn với diện mạo đối lập. Pit không còn mang dáng vẻ của một cậu thiếu gia mang thần thái cao ngạo, bất cần như ngày nào mà gây thiện cảm với dáng vẻ thân thiện mới. 5. To Than A Pop. Chỉ cách đây 2 tháng, một phim Thái khắp châu Á còn đang phát cuồng với bom tấn con tim sắt đá và anh chàng tổng tài Sila điển trai, lạnh lùng do To Than A Pop thủ vai đã hoàn toàn chinh phục trái tim người hâm mộ. Bên cạnh diễn xuất đỉnh miễn chê trong phim, chàng trai của tuổi nổi loạn, năm nào cũng nhận được nhiều lời tán dương về ngoại hình và thần thái ở hiện tại từ tuổi nổi loạn. Cho đến nay, To Than A Pop có sự thay đổi ngoạn mục về cả ngoại hình và thần thái. Sau thành công của con tim sắt đá, Mỹ Nam sinh năm 1994 khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tự nguyện cạo tóc và chân mày để vào chùa tu báo hiếu cha mẹ. Nhìn hình ảnh này, nhiều fan chẳng thể nhận ra nổi đây chính là tổng tài Sila trong con tim sắt đá. Thần thái ngông cuồng cùng bá đạo của một vị tổng tài chẳng còn và cũng không có một nam thần nào ở đây. To trở về với dáng vẻ thân thiện, dễ mến. Fan vẫn phải công nhận rằng To giữ được đường nét vạn người mê vốn có và ngoại hình tự nhiên của anh chàng đã được chứng minh. 6.
Gol Pichaya Niti Paisankun. Gol Pichaya Niti Paisankun, ông anh trai nổi tiếng của nam thần Mike Angelo, từng là cái tên gây sốt khắp mọi nơi nhờ màn hóa thân đáng bị ném đá nhất trong Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Bản Thân. Anh chàng này sở hữu gương mặt na ná em trai mình với những đường nét hoàn hảo như đôi mắt sắc lạnh, sống mũi cao thẳng cùng đôi chân mày rậm rạp cương nghị. Nhờ vẻ ngoài điển trai, Gol Pichaya được người hâm mộ chú ý không hề thua kém em trai Mike Angelo. Giống như Mike, Gol từng có khoảng thời gian lên chùa đi tu báo hiếu và việc đầu tiên phải làm là cạo tóc, cạo sạch và lông mày. Gương mặt Gol thay đổi hẳn, nhưng đường nét và đặc biệt là đôi mắt to long lanh của anh vẫn quá ấn tượng và khiến công chúng ngỡ ngàng. 7. Ken Phukum. Một gương mặt điển trai khác của đài CH3, Ken Phukum là gương mặt không quá xa lạ với các mọt phim Thái ở Việt Nam. Khuôn mặt điển trai với từng đường nét hoàn hảo như tạc tượng của nam diễn viên sinh năm 1991 vẫn thường xuyên làm tan chảy con tim của khán giả màn ảnh nhỏ. Anh chàng từng chạy theo chị hàng xóm để nói: "Chị ơi, anh yêu em ngày nào giờ đã trở thành thanh niên nghiêm túc và xoái khí ngời ngời như này." Trong quá khứ, Ken Phukum cũng từng xuống tóc, xuống cả chân mày để lên chùa đi tu báo hiếu cha mẹ. 8. Mick Thông Raya. Chàng tổng tài bá đạo trong Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Mick Thông Raya không chỉ sở hữu vẻ cuốn hút trên phim mà còn khiến nhiều fan girl đổ đứ đừ vì thần thái siêu cool ngầu ngoài đời thực. Mang trong mình hai dòng máu Lai Thái Lai, Đan Mạch nên không có gì lạ khi Mick lại sở hữu vẻ điển trai hoàn hảo như những soái ca phương Tây. Với gương mặt đẹp trai hết sẩy như thế này, ai cũng nghĩ đây chính là tổng tài soái ca bước ra từ chuyện ngôn tình của các chị em. Anh chàng này cũng từng gây sóng gió khi cạo đầu, cạo lông mày để báo hiếu công ơn sinh thành và nuôi nấng của bố mẹ. 问什么的说和